Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 11 tháng 11 nha anh em. Rồi hôm nay thì em lên cho anh em là mini lô nha anh em. Mini lô là những cái lô máy nhỏ nhỏ xinh xinh nha anh em. Rồi hôm nay thì còn chỉ nhiêu máy đây thôi thì lên clip nhỏ nhỏ xinh xinh cho anh em. Rồi hôm nay thì em lên cho anh em ba cái đầu máy nha anh em. Đây ba cái đầu máy xin đi qua ha, ba cái máy này thì đều giật hơi tốt nha anh em. Điều giật hơi tốt nha. Rồi ba đầu này em bán cho anh em là 600 ngàn nha anh em. 600 ngàn. Con này thì nó bị mất IC ha. Rồi con này thì đầy đủ. Rồi ba đầu máy 600 ngàn nha anh em. Ba đầu máy 600 ngàn. Lô này lô số 2 nha anh em, 600 ngàn. Rồi lô số 1 là lô máy giá rẻ lấy phụ tùng. Giá rẻ lấy phụ tùng nhưng mà giật hơi cũng còn tốt nha anh em. Đây con này nó bị mất cái IC thôi chứ nhưng mà nồng hơi đồ ngon lành. Rồi lô số 11, lô số 1 này là 2 triệu anh em, 13 cục máy ha. Đây là có là xin đi qua ba số nè, xin đi qua ba số. Tanaka Tat. Con này thì lại hơi hám ngon lành nè, con này cũng vậy luôn. Hơi hám ngon lành, Genos. Echo 260. Echo trắng. Echo trắng nha anh em. Đây con này cũng là Echo trắng luôn. Con này còn chế luôn nè, chế quanh bờ gồ luôn. Echo trắng. Con này là Mitsubishi TB nha anh em. Đây Mitsubishi TB ha. Echo 253. Này là Robin nha anh em. Robin. Robin 26. Vậy nó 26 luôn. Lô này tổng cộng là 13 cục nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cục. Rồi 13 cục máy nha anh em. Lô này tổng cộng là 2 triệu ha. 13 cục máy, lô này 2 triệu nha anh em. Lô số 1 13 cục 2 triệu. Lô số 2 là 3 cái đầu máy xin đi qua nha anh em. Ba đầu máy xin đi qua, ba đầu máy này thì là 600 ngàn ha. Lô số 2 600 ngàn nha anh em. Có một con bị mất IC nha anh em. Có một con mất IC. Hơi thì là giật ok hết ha. Rồi lô số 2 600 ngàn. Lô số 3 là công tắc nha anh em. Đây công tắc. Công tắc với công tắc này em tháo trên máy ha, trên ống cần ra nha anh em. Công tắc này bán cho anh em 10 ngàn cục nha anh em, 10 ngàn cái nha anh em. 10 ngàn một cái công tắc ha. Rồi số lượng ở đây thì tầm khoảng 20 cái nha anh em. 20 cái công tắc. Lô số 3 công tắc 10 ngàn cái nha anh em, số lượng 20 cái. Số 4 là chuông nha anh em. Đây là tum chuông. Tum chuông ha, chuông nhỏ chuông lớn luôn lộn xộn nha anh em. Rồi cái này thì em bán cho anh em là 10 ngàn cái ha, 10 ngàn cái nha anh em. Số lượng là 50 cái. Lô số 4 50 cái 500 ngàn nha anh em. Chuông ba lô. Tum nhỏ tum lớn thì đều có ha, số lượng 50 cái. Còn đây là trắng cỏ nha anh em. Trắng cỏ thì là 15.000 cái trắng cỏ ha. 15.000 một cái trắng cỏ. Số lượng ở đây là tầm khoảng 20 cái nha anh em. 2 4 6 8 10. Rồi khoảng hai mấy cái nha anh em, 30 cái đi. Rồi số lượng 30 cái nha anh em, 15.000 một cái. Số lượng 30 cái trắng cỏ. Rồi em vô cái lô máy số 5 là con Sindewa nha anh em. Con này 1.250.000 ha. Ga là ga bóp gin luôn. Số 5 1.250.000 nồng 34 ly nha anh em. Nồng 34 ly. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Số 5 nồng 34 ly. Số 6 là hai con Sindewa 24 nha anh em. Hai cây này là 1.800.000 ha. Lô số 6 1.800.000 hai cây. 900.000 cây nha anh em. Tay lái thì em tặng cho anh em tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn. Số 7 là con G2KC anh em. Komatsu G2KC. Con này là tum G ha. Tum G chế là chế ra ngang luôn. Con số 7 này 700 ngàn anh em ta lấy dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn ha. Lô số 7 700 ngàn anh em G2KC. Lô số 8 là con Mitsu TM24. Mitsu TM24 anh em, tum là tum G. Tay lái là tay lái dài anh em. Đầu bò trứng kẹp thì bao đủ cho anh em luôn.
Rồi lô số 8 900 ngàn Mitsubishi TM24. Lô số 10 là Genos nha anh em. Con này 700 ngàn ha, Genos. Isuzu Genos nha anh em, con này 700 ngàn. Đầu bò trứng kẹp thì bao đủ hết cho anh em luôn. Con này số 9 anh em ơi. Con này số 9 ha. Số 9. Tiếp theo là số 10. Số 10 là con Gobin nha anh em, Gobin nòng 34 ly. Lô số 10 700 ngàn, ta lái là ta lái dài luôn ha. Đầu bò trứng kẹp thì bao đủ nha anh em. Con số 10 700 ngàn. Số 11 là hai con Mitsu. Số 11 là hai con Mitsu TM anh em. Mitsu TM26, ổ TL26, nòng 34 ly, tum là tum gời hết ha. Lô này 1.7 cây anh em. Hai cây Mitsu TL26. Tay lái thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài luôn ha. Đầu bò trứng kẹp thì bao đủ luôn nha anh em. Lô số 11 3.4 hai cây. 1.7 cây. Lô số 12 là con Echo nha anh em. Echo Gen màu xanh. Con này 750 ngàn nha. Con này 750 ngàn nha anh em, con này 250 ha. Màu xanh. Số 12. Số 12 anh em 750 ngàn, ta lái là ta lái dài nha anh em. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Số 12 750 ngàn. Echo Gen màu xanh. Con này nòng 32 ly nha anh em. Rồi con số 13 là con cơm Mitsu. Cơm Mitsu 26cc nòng 34 ly nha anh em. Số 13 này 1.5 triệu. Ta lái là ta lái dài ha. Rồi con này thì nó có luôn cái tỉa cành nha anh em. Rồi đầu bò trắng kẹp thì bao đủ ha. Cái này em bán là bán cái bộ máy anh em, còn cái tỉa cành này nó dính theo máy thì em tặng kèm cho anh em luôn ha. Cái bộ tỉa cành này dính theo máy em tặng kèm cho anh em luôn, còn em bán cho anh em là bao cho anh em là từ đầu bò cho đến đầu máy nha. Còn cái này sử dụng được thì anh em xài ha, còn không được thì em không bao anh em, tặng kèm cho anh em luôn. Rồi con máy 1.3 triệu, ủa 1.5 triệu, con số 13 cơm Mitsu 26. Con số 14 là con Mitsu TL33, TL23 nha anh em, tum gời bố cung nhỏ. Số 14 1.3 triệu. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ luôn. Con số 14 1.3 triệu. Để em quay phía mặt trên cho anh em xem ha. Mitsu TL23 nha anh em. Cơm Mitsu 26. Echo Gen 250. Chế là chế ga ngang nha anh em. Mitsu TL26. Đây là Gobin. Genos Mitsu TM24 G2KC Sindewa Echo. Rồi anh em chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, 0946 626 585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.